Vậy thôi, được chưa? Được chưa? Được chưa? Rồi, vậy thì bây giờ mấy chị em, mấy ông lên đây. Ông lên ông chia sẻ cho mọi người coi ông đã được ơn gì của Chúa. Mỗi người Chúa ban cho một ơn khác nhau. Và nhiệm vụ của chúng ta là phải loan báo cho mọi người ân huệ của Chúa để làm chứng cho người khác về quyền năng lòng cứu rỗi của Chúa. Ông được ơn gì? Dạ, con Giuse Phùng Quang Trung, 87 tuổi, thuộc giáo xứ Chí Hòa. Trước đây Trà Long cũng có giảng ở nhà thờ Chí Hòa rất bao nhiêu năm đấy, mà con già cả không có chen vào nhà thờ, cứ ở ngoài thôi. Vậy mà hôm nay sao tự nhiên Chúa Thánh Thần đưa con lên đây, thì con xin làm chứng là vậy. Cách đây 4 năm thì thằng cháu nội của con đó, nó cưới vợ thì nó 3 năm sau không có con, mà hai bên cũng hiếm muộn. Thế thì đến đây thấy là Cha làm quá được ơn Chúa Thánh Thần. Con tin là như vậy, bởi vì không ơn Chúa Thánh Thần thì cháu của con không có bầu. Nó đi khấn nơi này nơi kia, rồi đi các bác sĩ. Bác sĩ bảo con trai không có chồng và không có con được. Vậy rồi con bảo vậy để ông nội thuê xe xuống gặp Cha Long. Thế là xuống đây, con bé lên thì không có phải là nháy nháy nhói nhói cha gì đó. Tự nhiên cháu lên thì là cha ôm đầu cháu vào lòng, rồi cha bàn phép Chúa Thánh Thần xuống. Một tháng sau mừng quá, hai bên cùng hiếm hoi, tức là cháu có bầu. Thành ra đẻ ra cháu là gần được một năm nay rồi, gọi là hiếm muộn ạ. Dạ đây ạ. Ông cố kêu con bằng ông cố. Gọi là hiếm hoi. Vâng, đây là cháu là chắc à? Đây là chắc, thưa anh chị em. Đây, chúng ta thấy một cái điều rất lạ lùng là lần đầu tiên tại giáo điểm tin mừng có một người mà lên làm chứng cho chắc của mình. Hallelujah! Mà ông này là gần 90 tuổi rồi, mà ông ấy ở nhà thờ Chí Hòa. Mà nhà thờ Chí Hòa là nơi mà tôi đã rao giảng lòng Chúa thương xót ở đó là 5 năm. Ông ở ngay đó mà ông không có chen vô được. Mà hôm nay tôi về tới nhà bè này, ông là gần 90 mà ông lặn lội đến đây để ông cầu nguyện cho cháu của ông ấy. Là con tên gì? Con tên Hương. Con 26 tuổi. Hương 26 tuổi, con lập gia đình được bao nhiêu năm? Con lập gia đình 3 năm rưỡi, gần 3 năm rưỡi, gần 4 năm mà không có con. Thì cái người ông này mới đi khẩn cầu cho đứa cháu của mình hiếm muộn. Một tháng sau thì nó có tin vui. Và bây giờ thì ông có đứa chắc. Mà nếu mà ông qua đời thì nó đội tang gì? Tang đỏ. Tang đỏ, thưa anh chị em, phải không? Đỏ à? Vàng hay đỏ? Cháu chất, chất là vàng. Rồi đưa mà con của cái đứa này mà sinh ra thì mới là chít, rồi mới khăn đỏ. Thôi ông ráng sống thêm ít năm nữa để có khăn đỏ nhá. Vâng, con lên đây là trước hết là đội ơn Chúa và cầu nguyện cho Cha Long có sức khỏe mà để truyền lời, truyền giảng những lời Chúa cho tất cả mọi người, không những đất nước mà còn toàn thế giới đó. Thì con chúc cho cha sức khỏe và xin cảm ơn cha và toàn thể cộng đoàn. Đây, chắc là của ông đây. Ui. Rồi, xin gửi tặng ông món quà là máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cuốn tập san vòng tay mân côi nhờ mẹ đến với Chúa. Đây, tặng cho bà mẹ là cháu của ông, và cái quạt nhờ mẹ đi với Chúa nha. Rồi Chúa chúc lành cho ông, cảm ơn ông rất là nhiều, tận gần 90 tuổi.